Ninh Thuận, vùng đất của nắng và gió. Những con người chịu thương chịu khó. Những sản vật thơm ngon nức tiếng. Tất cả đã được kết tinh từ nắng và gió. Chào quý vị và các bạn, Ninh Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây táo. Loại cây trồng này đã giúp không ít gia đình khấm khá và mở ra hướng đi mới cho nông dân nơi đây. Tiếp tục loạt ký sự kết tinh từ nắng gió, hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi đến với vùng chuyên canh loại đặc sản thơm ngon bổ dưỡng này. Có lẽ chẳng nơi đâu táo nhiều và ngon như ở Ninh Thuận. Khí hậu khắc nghiệt trên vùng đất ít mưa, nhiều nắng này đã kết tinh hương vị đặc trưng cho từng trái táo ở địa phương này. Vào thời điểm táo cho thu hoạch, bất kỳ ai bước chân vào vườn táo dường như đều thích thú và khó cưỡng lại trước những chùm táo chín, căng mọng. Giòn, thơm, có độ ngọt thanh dịu, đó là những cảm nhận của những ai đã từng dùng táo Ninh Thuận. Táo Ninh Thuận hiện được trồng nhiều ở các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải và thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã trở thành cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân. Không ít người trồng táo có của ăn của để, sửa sang nhà cửa, nuôi con cái học hành. Chị Đào Thị Huệ ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là một trong những người đã chọn cây táo để phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm gắn bó với loại cây trồng này, gia đình chị Huệ đã trở nên khấm khá. Chị, táo nhà mình đây là ngày nào mình cũng thu hoạch hay như thế nào ạ? Tuần là 2 lần. Dạ. Một lần như vậy thì mình thu hoạch khoảng bao nhiêu ký? Bắt đầu hái thì có một tạ, hơn tạ. Dạ. Mà vô rộ là hái có 3 tạ. Dạ. Nhà mình trồng rộng không chị? Trồng nhiều không? Cái này 2 sào. Dạ. Mình làm sao mà để có được năng suất cao chị? Cũng bây giờ cũng do thời tiết nữa, hồi lúc trước á là làm nó dễ lắm, mà dạ. Bây giờ thời tiết bây giờ nó khó. Làm bây giờ nó cũng khó, có người thì làm nó cũng mất mùa. Có người làm cũng đạt, do cái thời tiết mình cắt cành á. Mình cắt cành theo cái lúc đó mà nó thuận trời á thì nó đậu. Dạ. Mà nó nắng nóng là nó rụng hết. Táo là loại cây trồng chịu hạn rất tốt, thiếu nước, cây vẫn xanh và ra nhiều hoa. Tuy nhiên, khi ra hoa kết trái, táo lại rất cần nước. Nếu thiếu nước, trái táo sẽ nhỏ, có vị chát, khô héo và rụng dần. Song nếu gặp mưa lâu ngày, trái táo dễ úa màu, nứt vỏ, hư hỏng, gây thất thu trầm trọng. Táo Ninh Thuận có nhiều giống, nông dân thường gọi là táo bom, táo lê và táo gió. Tuy có đến 3 tên gọi, nhưng nông dân lại tạo cho các giống táo ấy cùng ra trái trên một thân cây. Nghĩa là một cây táo có thể cho ra 3 trái táo có chất lượng và hình dáng khác nhau. Từ khi nào thì mình chuyển qua trồng cái giống táo bom vậy anh? Tình cờ là cũng phát hiện ra thôi. Cái giống này là thấy người ta làm á, người ta trồng á, mình đem về mình trồng, lúc đầu cũng là táo gió, mà có gốc táo lê tự nhiên nó thụ phấn nó ra táo bơm. À. Là nhờ cái cây táo lê thụ phấn thì nó ra táo bơm. Giống táo bơm, táo lê, táo gió thì nó khác nhau ở chỗ nào? Táo bơm á thì
cái sản lượng của nó thì nó cao hơn, nó nặng ký hơn. Ăn thì nó thơm hơn. Còn táo gió thì cái độ giòn nó giòn hơn táo bơm. Còn cái táo lê thì nó là táo giống đực mà. Nó có người thì người ta cắt bỏ, có người thì người ta dùng để bán nhưng mà giá trị nó thấp. Nhìn trái táo thì mình biết loại táo nào là táo bơm, táo lê gì không? Đây là trái táo lê. Nó dài dài vậy đó. Nó dài dài, còn trái này là trái táo gió. Táo gió. À. Cái da nó cũng khác nè. Dạ. Yeah. Cái màu nó cũng khác, cái màu nó sáng hơn. Còn trái táo bơm thì nó to hơn. Nó yeah. cũng một gốc táo bơm nhưng mà nó ra hai loại. Nếu mà được thụ phấn từ cái táo lê thì nó ra táo bơm. Còn mà nó không được thụ phấn thì mình ép nó đậu á, mình phải khứa cành như vậy nè. Mình khứa cành như vậy yeah. thì nó ra cái táo gió. Táo gió nhiều hơn. Dạ. Yeah. Với kinh nghiệm nhiều năm thì các nhà vườn ở đây đã tạo ra giống táo bơm này. So với giống táo lê và táo gió thì giống táo siêu to này được nhiều người ưa chuộng và cho giá trị kinh tế cao hơn. Táo là loại trái cây có hương vị ngọt, hàm lượng đường trong táo ở dạng dễ tiêu, nhiều muối khoáng. Táo đã được công nhận là loại trái cây có lợi cho sức khỏe bởi có nhiều loại khoáng chất như sắt, đồng, kẽm, mangan, kali. Sắt chứa trong mỗi trái táo là một nguyên tố vi lượng giúp nâng cao mức độ oxy hóa trong máu. Người ăn nhiều táo sẽ giảm được các bệnh tật liên quan đến gan cũng như ngăn ngừa bệnh về đường tiêu hóa. Vào những năm 2000 trở lại đây, cây táo đã trở thành loại cây trồng hàng hóa và là loại trái cây đặc sản của vùng đất nắng gió này. Táo Ninh Thuận được tiêu thụ mạnh trên cả nước. Các siêu thị lớn ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Cà Mau đều bày bán táo Ninh Thuận. Sau mỗi vụ thu hoạch, người trồng táo thường xử lý cây táo theo hai cách. Nông dân thường gọi đốn phớt và đốn đau. Đốn phớt là cắt các cành đã cho trái, chỉ để lại một đoạn dài khoảng 20-30cm. Trên đầu cành này sẽ cho nhiều cành nhỏ. Nông dân tỉa bớt, chỉ để vài cành chính phân bố đều trên tán cây. Cách làm này được người dân gọi là cắt cành ăn theo. Còn đốn đau là cắt cục hết các cành, chỉ để lại một đoạn gốc hoặc giữ gốc cùng vài cành lớn đã ra trong năm trước. Cách làm này thường được xử lý trên thân cây táo già lâu năm. Gần đây, nhiều nông dân tỉnh Ninh Thuận đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa, hoa màu sang trồng táo. Việc chuyển đổi trồng táo trên đất lúa kém hiệu quả đã được tỉnh Ninh Thuận thực hiện từ nhiều năm trước và đến nay đã chuyển đổi trên 70 hectare. Hiện tỉnh Ninh Thuận đã có hơn 1.000 hectare táo. Ngành nông nghiệp tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích cây táo lên 2.000 hectare vào những năm tới. Hồi xưa thì ở cái vùng này thì mọi người trồng cây gì vậy chú? Người ta trồng màu, bắp, đậu, đủ thứ đó. Nhưng mà không có kinh tế. Sau này đi cây táo nó có cái tăng. Điểm thứ nhất, cây táo nó có năng suất. Dạ. Cho nhiều. Hai nữa có kinh tế hơn. Do đó người ta đòi chuyển đổi cây trồng, người ta trồng cây táo nhiều. Dạ. Chú ơi, như cái vườn này thì tại sao mình phải cắt cây hết vậy chú? Cắt để mà mình ăn, lấy cái mầm non, cái tược nô mình ăn cái táo nó mạnh hơn. Dạ. Do nó cho ra trái đẹp hơn. Dạ. Sao mình không để nó lên bình thường mà mình phải cắt đi như vậy ạ? À? Mình để lên bình thường nó cao quá rồi nó ra trái nó nhỏ, nó yếu. Thân nó yếu đi, nó không ra trái được to. Không thể bán táo nhỏ quá thì không thể bán được. À, dạ. Mình trồng cây lên khoảng bao lâu thì mình cắt à? Ăn mấy tháng đó mình bỏ. Mình để... mình không sửa soạn chăm sóc nó gì nó hết, tới khi mà mình muốn ăn lại, tháng nào mình muốn ăn lại thì mình bắt đầu mình cưa. Nó vào khoảng 5 tháng là nó ăn. Dạ. À, thì mình tính mình muốn ăn tháng 12 thì cỡ tháng 6 mình cắt là tới tháng đó mình có hái. À, dạ. Để nâng cao chất lượng cho táo, những năm gần đây, người trồng táo ở Ninh Thuận đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất. Trong đó, xây dựng hệ thống nhà lưới bao phủ kín vườn mà người dân ở đây hay gọi là trồng táo mùng đã mang lại hiệu quả cao. Trước đây, người trồng táo phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do ruồi vàng xuất hiện, đục trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng táo.
Khi xây dựng nhà lưới, nông dân đã giảm thiệt hại nhờ phòng trừ được sâu, bướm, nhất là ruồi vàng. Gắn bó với nghề trồng táo nhiều năm, không ít nhà vườn đã đúc kết được kinh nghiệm trong sản xuất. Từ việc trồng táo mùn để ngăn chặn sâu bệnh hại, cho đến việc làm thế nào cho cây táo, cho nhiều trái, loại trái nào sẽ được thị trường ưa chuộng, bán với giá cao. Kinh nghiệm thực tiễn và nhạy bén trong sản xuất đã giúp bà con thành công với nghề trồng táo. Ngày xưa thì nó chưa có cái cây táo bom này, do đó người ta mới trồng táo lê. Sau khi người ta đã thấy được cây táo bom này, điểm thứ nhất cái chất lượng nó ngon, năng suất nó cao hơn nữa. Đó nên người ta mới chuyển qua trồng cây táo bom, ta ghép cành vô trong cây tay táo lê. Nếu mà không có tay mua giống là giống táo bom về, có khi những người mà ta trồng táo bom lên đó, ta cũng phải ghép táo lê vô để nó cho dùng nó thụ phấn để nó ra được táo bom. Trước kia táo được trồng tự nhiên, ngày nay hầu hết nông dân đều làm vàng như trồng nho. Vàng táo được dựng bằng các trụ bê tông, tre, gỗ và kéo dây thép theo tỷ lệ nhất định. Khi cây phát tán thì đốn hạ các thân phụ, chỉ giữ một mình thân chính. Các cành được cắt tỉa, kéo cột để phát triển theo chiều ngang. Với cách tạo vàng cho táo, nông dân dễ chăm sóc, cắt tỉa và thuận tiện hơn trong thu hoạch. Vì sao mình phải cột lên như này hả chú? Mình cột xuống để cây nó khỏi dỏng lên cao, để sau này nó ra trái mình dễ hái. Còn những cái nhánh nào mà nó nằm ở dưới cái vàng dây thép này mình phải đưa lên để khi mà nó ra trái, để nhờ cái dây thép này nó đỡ, chứ không thôi mà nó ra trái nhiều quá mà không có vàng dây thép đỡ nó sẽ gãy. Gió nó khỏi đông đưa trái nó rụng. Thời tiết ở Ninh Thuận nắng nóng nhiều, mưa ít, nó mới tụ lượng được nhiều, nó ngọt. Thì các vùng khác trời cho mưa nhiều họ thuận những cây khác, cây táo nó chỉ hợp với khí hậu trời nắng thôi. Táo là một trong 12 sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận, được Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, thị trường của loại nông sản này chủ yếu phục vụ ăn tươi, chưa phát triển mạnh về công nghệ chế biến. Hiện các sản phẩm sau chế biến như táo sấy khô, mứt táo, nước ép cốt táo chưa phong phú. Công nghệ chế biến các sản phẩm này chưa được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Tìm cách nâng giá trị cho trái táo mang hương vị đặc trưng ở vùng đất nắng gió sẽ là hướng đi không chỉ khẳng định thương hiệu táo Ninh Thuận, mà còn giúp nông dân ở đây có cuộc sống ổn định từ cây táo.